Quý cô bác anh chị Nhâm Tý thân mến, dù đục dù trong con sông vẫn chảy, dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh, dù người phàm tục hay kẻ tu hành, vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm. Thưa cô bác anh chị Nhâm Tý, có một con ốc sên nhỏ luôn giận mình vì cái vỏ cứng trên lưng, vừa nặng nề khó coi. Nó ngưỡng mộ con chim bay trên trời, có trời cao bảo vệ. Nó ngưỡng mộ con chùn dưới đất đen, có đất dày che chở. Nhưng mẹ ốc sên nói với nó, con không tựa vào trời, cũng không tựa vào đất, con nên tựa vào cái vỏ cứng trên mình của con. Cái vỏ trên mình tuy không đẹp, nhưng lại bảo vệ an toàn cho bản thân. Nếu chúng ta ghét bỏ chính mình và hâm mộ người khác, làm sao chúng ta có thể thành công? Quý cô bác anh chị Nhâm Tý thân mến, tất cả phẩm chất của cô bác anh chị đều do tự chính cô bác anh chị xây dựng nên, phúc lạc người khác ban cho cô bác anh chị, không thể nương nhờ. Phải tự khẳng định mình, tự mình cố gắng tiến lên, tự mình lấy phúc lạc, chỉ khi tự mình ngã quỵ mới có thể không bị người khác đánh gục, cần tin tưởng vào vận mệnh đang nằm trong tay của chính mình. Từ khi ra đời, bản mệnh cô bác anh chị Nhâm Tý dần dần cảm nhận được nhiều vấn đề nhân sinh như sinh lão bệnh tử, thị phi giữa người giàu với người nghèo. Ngoài ra, còn một số vấn đề khác như quốc gia, xã hội, kinh tế, tình cảm. Một số cô bác anh chị rất dễ bị những vấn đề ấy đánh gục, một số khác thì không. Trên thực tế, việc lập thân ở đời, muốn không bị người khác đánh gục quả là điều không dễ dàng gì, bởi vì trong xã hội khắp nơi đầy rẫy những cạm bẫy. Đâu đâu cũng có kẻ ganh ghét cô bác anh chị, hãm hại cô bác anh chị, phát sinh những chướng ngại của thế lực đen tối. Muốn tránh khỏi những thế lực đen tối ấy, cô bác anh chị phải cẩn thận chú ý, không làm những chuyện thường luân bại lý. Chỉ cần đầu thuyền ổn thì không sợ sóng cả xô dồn bốn phía, sóng gió trong xã hội càng lớn. Người có tài cán và liên tục học hỏi tiến lên càng vững chãi, tự nhiên không thể bị người khác đánh gục. Bùn dơ có thể nuôi lớn hoa sen, nhà nghèo có thể bồi dưỡng con hiếu. Nỗi lo lớn có thể tôi luyện gan thép, cảnh khó có thể thành tựu vĩ nhân, đắng chát có thể ủ thành ngọt, phiền não có thể chuyển thành bồ đề. Cuộc sống như con sóng, có bụng sống cũng có đỉnh sống. Những vất vả tuổi nhục ở thời điểm hiện tại mà cô bác anh chị đang phải gánh, cô bác anh chị hãy lấy đó làm niềm vui, bởi vì buồn hay vui thì bản mệnh Nhâm Tý vẫn phải gồng gánh. Những điều bất như ý xảy đến với cuộc đời mình, vậy tại sao không chọn sự tích cực, tin rằng với sự nỗ lực của mình, cô bác anh chị sẽ sớm ngày đạt được những điều mình mong muốn. Khi ở trên núi cao, cô bác anh chị hãy khoan ca lớn, khi ở nơi thấp cũng đừng rơi lệ, cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị và ngay bây giờ không để quý cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa. Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời cô bác anh chị Nhâm Tý cùng theo dõi nhé. Người tuổi Nhâm Tý thường là những người phóng khoáng, vui vẻ, thích và giỏi giao thiệp, họ thích kết bạn, thích hội hè, thích những nơi đông vui, náo nhiệt, họ rất quý trọng những mối quan hệ với mình. Xem lá số tử vi chọn đời của bạn để xem tiên đoán về tương lai, cuộc đời của bạn. Một ông chủ, lãnh đạo tuổi Nhâm Tý luôn quan tâm đến nhân viên của mình, họ quan tâm xem nhân viên của mình có hăng say không, quan tâm xem nhân viên của mình có ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý không. Khi nhân viên của họ bị ốm, họ ân cần thăm hỏi, nhưng khi nói đến chuyện tăng lương hoặc giờ nghỉ cho nhân viên hoặc người làm công, thì một ông chủ tuổi Nhâm Tý sẽ khéo léo tránh né phớt lờ rồi quên luôn. Muốn ký hợp đồng với người tuổi này thì bạn phải bàn bạc, đàm phán nhiều lần mới có thể đi đến thỏa thuận. Dưới quyền một ông chủ tuổi Nhâm Tý, nhân viên không thể trễ nãi hay trốn việc được. Ông chủ tuổi Nhâm Tý luôn năng động, tìm ra được bất cứ việc làm vào bất cứ thời điểm nào cho nhân viên. Một người nữ tuổi Nhâm Tý sẽ khiến bạn ngạc nhiên về tính chi li, tiết kiệm, đôi lúc hà tiện của họ. Nhưng nếu đó là vật thật sự cần thiết thì họ không hề tiếc tiền mua. Bản tính người nữ tuổi Nhâm Tý là luôn giữ sự kín đáo bí mật của mình. Song họ lại là chuyên gia trong lĩnh vực tìm tòi bí mật của người khác. Họ sử dụng bí mật của người khác để đưa người khác vào chỗ chết. Tóm lại, họ không bỏ qua bất kỳ cơ hội thăm dò tin tức nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Đối với mọi vấn đề, họ luôn nắm bắt và hiểu biết khá sâu sắc, tinh tế. Vì người tuổi Nhâm Tý rất chăm chỉ và tiết kiệm, nên họ không ưa những kẻ lười biếng và hoang phí. Họ còn là người luôn kiềm chế không biểu lộ tình cảm ra ngoài, cho nên khi nào bạn thấy họ nổi nóng hay vô lễ thì hẳn là họ đang rất buồn bực. Người tuổi Nhâm Tý thích phê phán châm biếm người khác, đôi lúc họ lại quá nhiều lời. Khi mua bán họ cò kè bớt một thêm hai. Người tuổi Nhâm Tý có trí nhớ rất tốt, họ ghi nhớ từng con người.
từng sự kiện xung quanh, họ thích đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đó. Đây cũng là một thú vui trong cuộc sống của họ. Do đó, người tuổi Nhâm Tý dễ trở thành nhà văn, nhà báo giỏi. Người tuổi Nhâm Tý làm bất cứ nghề gì, việc gì họ cũng đều gặt hái được những thành công nhất định. Họ có khả năng khắc phục khó khăn, sáng tạo tùy cơ ứng biến. Họ là người có trực giác nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng, có năng khiếu kinh doanh. Với người tuổi Tý, khó khăn khiến họ càng trưởng thành. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11/2023 âm lịch, việc vất vả nhưng tiền đầy tay. Tử vi sự nghiệp. So với tử vi tháng 10/2023 âm lịch, vận trình công việc trong tháng 11 của tuổi Nhâm Tý kém sắc hơn hẳn, chủ yếu là vì bản mệnh đối diện với Thái Tuế. Tinh thần bất ổn, dễ bị cảm xúc chi phối, nên làm gì cũng thấy trục trặc khó thành. Đã vậy thời điểm cận cuối năm, có việc dồn ứ khiến áp lực tăng cao. Nếu không lọc kế hoạch chi tiết, mọi việc sẽ rối như mớ bồng bông, việc sau nói tiếp việc trước, làm mãi mà không xong, khó đạt được kết quả mỹ mãn. Đã vậy, dấu hiệu tiểu nhân đeo bám ngày càng rõ rệt, có kẻ ném đá giấu tay, tìm cách gây thị phi, thậm chí là những rắc rối pháp luật nhằm ngăn cản bước tiến của bạn. Cần tận dụng sức mạnh tập thể, biết khai thác thế mạnh của bản thân cũng như đồng nghiệp, cùng chung tay phấn đấu vì mục tiêu chung, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. May mắn bản mệnh được hữu bật cát tinh nâng đỡ, coi như lúc gian khó vẫn có quý nhân tới giải nguy. Tuy nhiên, sức mạnh của một mình cát tinh này không lớn. Mọi quyết định chủ yếu vẫn do bạn đưa ra là chính. Thường xuyên theo dõi tử vi hàng ngày để có được lời khuyên hữu ích trong công việc nhé. Tử vi tài lộc. Theo tử vi 2023 sang tháng 11 theo lịch âm, tài vận của tuổi Nhâm Tý có sự khởi sắc đáng kể, bất chấp nhiều áp lực tới. Nhìn chung, cả chính tài và thứ tài trong tháng đều có thu hoạch nhất định, thu nhập chính tăng dần từ giữa tháng, cuối tháng có thể đón tin vui về việc tăng lương hoặc mức hoa hồng, tiền thưởng. Với người kinh doanh, buôn bán, đây là thời điểm tất bật trong năm, dễ dàng đắc tài, mua may bán đắt. Nếu gặp khó khăn về nguồn vốn, sẽ có quý nhân đứng ra hỗ trợ, mọi việc tiến hành khá trơn tru. Mặc dù thu nhập có xu hướng tăng, nhưng chi tiêu trong tháng phát sinh nhiều khoản, nên lấy tích lũy làm trọng, hạn chế tiêu xài lãng phí, dùng tiền cho những dự định lớn lao hơn cho năm mới như mua nhà, sửa xe, cho con cái đi du học. Tử vi tình duyên. Xem tử vi tháng 11/2023 tuổi Nhâm Tý, về phương diện tình duyên, có tiến triển cát lành, bản mệnh lâm đất mộc dục, chủ về đào hoa phơi phới, rất có lợi cho những ai còn độc thân tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuổi Nhâm Tý nên chủ động tham gia các hoạt động tập thể, mở rộng các mối quan hệ, mạng lưới bạn bè để dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Với các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu, có thể tính chuyện kết hôn. Mặc dù đã là thời điểm cận cuối năm, tuy nhiên chưa quá cập dập, vẫn có thể tổ chức đám cưới thật suôn sẻ và hạnh phúc. Theo tử vi tinh tháng, nhất bạch chủ đào hoa bay vào hướng đông nam, gặp lục bạch cát tinh, đây được coi là phương vị đào hoa trong tháng. Tại đây tuổi Nhâm Tý có thể đặt cây xanh hoặc lọ hoa tươi để thúc đẩy đào hoa, tăng cường nhân duyên, giúp đường tình duyên thêm thuận lợi. Tử vi sức khỏe. Xem tử vi trọn đời, trong khi phương diện tình cảm ngày càng khởi sắc, thì sức khỏe tuổi Nhâm Tý lại ngày càng sụt giảm. Nguyên nhân chính là do bản mệnh quá bận rộn, lo toan công việc, nên không có thời gian chăm sóc cho chính mình. Theo đó, tuổi Nhâm Tý lúc nào cũng thấy mệt mỏi, căng thẳng, ăn uống kém ngon. Một số bản mệnh còn bị giảm sức đề kháng, dễ bị cảm cúm hoặc mắc các bệnh theo mùa. Ngoài ra, tháng có thủy vượng, bản mệnh cần chú ý nhiều hơn tới chế độ ăn uống để tránh làm tổn thương thần. Nên ăn uống thanh đạm, hạn chế quá nhiều thực phẩm bổ béo để giảm tải áp lực cho hệ tiêu hóa nói chung và thận nói riêng. Tiếp theo là vận trình tổng quan người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12/2023 âm lịch, gặt hái tin vui, thành công rực rỡ, người tuổi Nhâm Tý sẽ gặp được khá nhiều may mắn và thành công khi bước sang tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch. Những gì mà bạn nhận được trong thời điểm này chính là phần thưởng cho những cố gắng của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trên phương diện sự nghiệp, cục diện nhị hợp và tam hội cho thấy bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp và hợp tác ăn ý với mọi người xung quanh. Các công việc lớn nhỏ tiến triển theo đúng dự kiến, khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn nhiều, có người sẽ chạm tay vào cơ hội thăng chức tăng lương ở tháng này. Tình hình tài chính cũng có nhiều tiến triển tích cực, khi bạn ký kết những hợp đồng có giá trị với khách hàng, đối tác, thời điểm cuối năm.
nhu cầu mua sắm tăng lên cũng khiến bạn bận rộn, luôn chân luôn tay. Song nhờ vậy mà bạn kiếm được khoản tiền dư giả hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu lạc quan khi bạn được các cát tinh như Thái Dương, Thiên Diêu soi chiếu, đặc biệt người độc thân. Dễ tạo được ấn tượng trong mắt người khác giới, bạn có thể dễ dàng tìm được người phù hợp nếu chịu mở lòng. Với các cặp vợ chồng, đôi bên thấu hiểu là hậu phương vững chắc cho nhau. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi tháng 12/2023 âm lịch, thấy người tuổi Nhâm Tý có thể chuẩn bị tinh thần, đón nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp trong tháng này, thời điểm cuối năm. Bạn sẽ không tránh khỏi bận rộn, nhưng bạn bỏ ra bao nhiêu công sức sẽ được đền đáp bấy nhiêu, được hưởng những tác động tích cực do cục diện nhị hợp và tam hội đem lại. Nên con giáp này xây dựng được những mối quan hệ xã giao hòa hảo, đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ nhau, đối tác cũng hợp tác ăn ý, nên công việc nào cũng tiến triển thuận lợi. Hơn nữa, con giáp này còn biết sắp xếp công việc và lập kế hoạch làm việc phù hợp, nên dù có bận rộn đến mấy cũng không cảm thấy quá bối rối, căng thẳng. Bạn biết việc nào quan trọng cần phải làm trước, việc nào có thể tạm thời hoãn lại để giải quyết sau. Tử vi tài lộc. Trong tháng cuối cùng của năm 2023, tình hình tài chính của người tuổi Nhâm Tý cũng chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn. So với khoảng thời gian trước đó, dù làm việc trong lĩnh vực gì, bạn cũng hứa hẹn có một túi tiền rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên các khoản thưởng nóng, hoa hồng, thưởng Tết là không thể thiếu khi có đồng tiền trong tay. Bạn có thể thoải mái sắm sửa, thưởng cho bản thân một món quà để khích lệ tinh thần. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải chi tiêu có kế hoạch, không nên mua sắm quá đà. Với người làm kinh tế, bạn xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, nên ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị, đôi bên hợp tác ăn ý, nên đồng tiền cũng chảy vào túi nhanh và nhiều hơn dự định. Tử vi tình duyên. Tử vi tháng 12/2023, tuổi Nhâm Tý âm lịch khuyên bản mệnh hãy mở lòng để đón nhận hạnh phúc trong tháng cuối cùng của năm này. Bản mệnh nên quan tâm đến người khác và cho người khác cơ hội quan tâm đến mình. Như vậy, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình tươi đẹp hơn. Nếu bạn cũng ít nhiều có thiện cảm với đối phương, thì hãy cho người đó cơ hội. Hai người có thể bắt đầu từ việc làm bạn trước. Thời gian trôi đi, bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều đặc điểm tính cách phù hợp với mình. Với người có đôi có cặp, bạn và người ấy thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Hai người không chỉ giúp nhau trong công việc nhà, mà còn đồng tâm hiệp lực với các công việc ngoài xã hội, quan hệ đôi bên gắn bó khăng khít khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù tình cảm tốt đẹp đến mấy, thì bạn cũng cần đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện. Bản mệnh nên chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, chớ quá vô tâm, tự đẩy mình vào những lời đồn thổi, thị phi không hay. Tử vi sức khỏe. Có lẽ công việc bận rộn sẽ khiến sức khỏe của tuổi Nhâm Tý có dấu hiệu dần suy giảm, dù có thể bạn cũng chưa nhận ra, tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm bệnh cho thấy bạn sẽ thường xuyên nhiễm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, đặc biệt là khi thay đổi thời tiết. Những căn bệnh này dù không quá nặng nhưng sẽ kéo dài khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Cách tốt nhất là hãy nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, không nên cố gắng quá sức kẻo đổ bệnh, thậm chí mất thêm tiền để khám chữa. Nếu có thời gian rảnh, hãy ra ngoài hít thở không khí trong lành, bạn sẽ thấy tinh thần mình sảng khoái hơn nhiều. Khi làm việc bạn cũng không nên ngồi một chỗ quá lâu, thỉnh thoảng hãy đứng lên nghỉ ngơi vận động một chút. Thưa quý vị, để Minh Đường Tử Vi tiết lộ cho quý anh chị một chút về tử vi của anh chị trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý anh chị trong năm 2024 là hung hay cát. Sinh trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 2 năm 1972 đến ngày 2 tháng 2 năm 1973 dương lịch là những người thuộc tuổi Nhâm Tý, cầm tinh con chuột, thiên can nhâm kết hợp với địa chi tý, có nghĩa là sơn thượng chi thử, chuột trên núi, tuổi Nhâm Tý. Sinh năm 1972, mệnh mộc, tang đố mộc, gỗ cây dâu. Đối với nam mạng, năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, nam tuổi 1972 là năm Nhâm Tý, mệnh mộc, dựa trên thuyết ngũ hành, mộc sinh hỏa, nghĩa là năm tuổi. Tương sinh với năm 2024, thiên can nhâm, tương sinh với thiên can giáp, địa chi tý, tam hợp với địa chi thìn, đều rất tốt. Trong năm 2023 này, nam mạng Nhâm Tý có nhiều cơ hội, may mắn hơn so với năm cũ, công việc sẽ đạt được nhiều kết quả tốt. Nếu mệnh chủ làm việc chăm chỉ, nỗ lực và có tinh thần cầu tiến, gia đạo và các mối quan hệ xung quanh cũng được hòa hợp êm ấm. Tổng quan vận trình tử vi của nam Nhâm Tý 1972, năm Giáp Thìn sẽ gặp may mắn tốt lành, điều này nhắc nhở bản mệnh luôn giữ sự khiêm tốn, làm gì cũng bình tĩnh và suy xét cẩn thận mỗi khi ra quyết định.
Nếu được như vậy, thì cuộc sống trong năm 2024 sẽ thuận buồm xuôi gió, cầu được ước thấy. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Nhâm Tý 1972 sẽ gặp nhiều cơ hội tốt để phát triển công việc, là người đức độ, thành thật. Những mối quan hệ của Nhâm Tý nam mạng rất bền vững và luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng nghiệp. Đôi lúc công việc đứng trước một số thử thách nhất định, nhưng nam Nhâm Tý vẫn không ngừng học hỏi, kiên trì làm việc. Nếu có được những thành quả nhất định, mệnh chủ giữ thái độ khiêm tốn, biết ơn những người đã giúp đỡ mình, sống trước sau như một thì mới có được mọi người kính trọng, đúng với luân thường đạo lý. Năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Nhâm Tý rất tích cực, mệnh chủ càng chăm chỉ, nỗ lực trong công việc bao nhiêu thì sẽ càng có cơ hội tăng thu nhập bấy nhiêu. Dù vậy, vẫn cần có sự tiết kiệm, quản lý chi tiêu chặt chẽ để tài chính dư giả, sung túc. Ở độ tuổi 53, đa số nam tuổi Nhâm Tý hiểu được rằng tiết kiệm là điều quan trọng trong cuộc sống. Việc tiết kiệm sẽ giúp bản mệnh có khoản dự trù cho tương lai, phòng trường hợp cần chi tiêu về sức khỏe hoặc các khoản đầu tư tài chính. Trong năm 2024, gia đạo của nam tuổi Nhâm Tý được hạnh phúc viên mãn, bản mệnh luôn tự trọng chính mình, hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ bản thân, tôn trọng văn hóa, quan niệm sống của người khác. Vì thế nam tuổi Nhâm Tý có một gia đình êm ấm hòa hợp. Bước sang độ tuổi này, mệnh chủ có nhiều thời gian hơn để quan tâm tới con cháu, các thành viên trong nhà là bậc cao niên đáng kính. Nhâm Tý nam mạng rất coi trọng việc giữ nề nếp, gia phong, duy trì những truyền thống tốt đẹp của gia đình. Năm 2024 là thời điểm cần thiết để nam Nhâm Tý 1972 thay đổi cơ chế rèn luyện sức khỏe. Sức khỏe ở đây là cả thể chất lẫn tinh thần, tập thể dục buổi sáng, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc sẽ giữ cơ thể an toàn tránh bệnh tật, tinh thần lạc quan, ít tức giận thì sẽ giúp năng lượng cơ thể mạnh mẽ không sinh bệnh, đem lại sức khỏe tốt cho nam Nhâm Tý trong năm 2024 và về sau. Riêng với nữ mạng, trong năm 2024 này, nữ mạng Nhâm Tý sẽ có nhiều may mắn về tài lộc và tình duyên. Nếu cải thiện phát triển bản thân, bản mệnh sẽ tiến bộ mỗi ngày. Trong năm này, mệnh chủ cũng có cơ duyên gặp gỡ được nhiều mối quan hệ tốt lành. Vận trình tử vi của nữ tuổi 1972 trong năm Giáp Thìn được hưởng nhiều thuận lợi, gặp nhiều cơ hội. Tuy vậy, mệnh chủ cũng nên giữ bản chất khiêm tốn, gặp chuyện tốt thì không quá chủ quan, hành xử cẩn trọng thì mới đạt được thành công. Năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Tý 1972 có nhiều khởi sắc trong công việc, bản mệnh nhẫn nại, kiên cường trước mọi khó khăn, thử thách thì sẽ đạt được thành công, là người lý trí, độc lập, giỏi giang nên nữ mạng Nhâm Tý xây dựng được cho mình uy tín cao, có nhiều người vĩ nể và giúp đỡ. Khi công việc gặp vấn đề, nữ Nhâm Tý sẽ nắm bắt được cốt lõi và đơn giản hóa mọi thứ để giải quyết hiệu quả, có được thành công, mệnh chủ cũng luôn tìm cách báo ơn, đối xử tốt với những người đã giúp đỡ mình. Chỉ cần giữ được phẩm cách tốt như vậy, sự nghiệp cả đời của bản mệnh sẽ đạt được lợi ích vững bền. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Nhâm Tý có tiến triển tốt, tài lộc thu được trên tư duy công việc năng động, chăm chỉ và sự hợp tác tin cậy lẫn nhau với người có năng lực. Vì thế nên năm này, tiền bạc của nữ Nhâm Tý sẽ được dư giả. Ở tuổi 53, nữ mạng Nhâm Tý một số người còn đang đi làm và một số người đã nghỉ hưu về lo công việc nội trợ trong gia đình. Dù là đang ở vị trí nào, mệnh chủ cũng nên quản lý tốt tài chính cá nhân để luôn trong trạng thái chủ động, sống cận kiệm tu dưỡng được bản thân, làm gương cho con cháu, tích phúc tích đức lâu dài. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Nhâm Tý êm ấm, hạnh phúc, mệnh chủ nên giữ tâm tính tốt, luôn khoan dung rộng lượng với con cái và những người thân bên cạnh, thì không khí gia đình sẽ luôn vui vẻ, hòa thuận, những dịp gặp gỡ, những bữa cơm quây quần, những phút giây cùng nhau trò chuyện sẽ tạo thêm kỷ niệm gia đình ấm áp, tâm tình rộng rãi, rộng lượng hiểu cho lớp trẻ, đặt mình trong hoàn cảnh người khác để động viên từng nỗ lực, dù là nhỏ nhất của người thân, sẽ giúp tình cảm gia đình ngày càng mặn nồng. Bước sang tuổi 53, nữ mạng Nhâm Tý nên ưu tiên sức khỏe của mình lên hàng đầu, quý trọng cơ thể, rèn luyện tâm tính điềm tĩnh, việc ăn uống phải điều hòa, thì sẽ có lợi cho sức khỏe. Muốn nuôi dưỡng cơ thể tốt, thì bản mệnh nên ngủ đủ giấc, sáng sớm dậy tập thể dục, ăn uống đủ chất, sẽ giúp tinh thần khoan khoái, khí huyết lưu thông. Năm 2024 là lúc thích hợp để nữ Nhâm Tý chú trọng vào việc dưỡng sinh, nuôi dưỡng sức khỏe về lâu về dài. Thưa quý vị, Phật dạy, bốn kiểu người này không cần chăm chỉ bái Phật, vẫn tự kết Phật duyên, ắt được độ trì, lánh xa mọi khổ não. 1. Người có tâm từ bi hỷ xả.
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật khuyên dạy chúng sinh hãy chăm tu tập tứ vô lượng tâm, tức là bốn món tâm rộng lớn không lường được, đó là các tâm từ bi hỷ xả. Phật dạy hãy mở rộng bốn tâm này, không hạn chế cho tất cả loài hữu tình ở khắp bốn phương. Đây là những đặc tính giúp con người trở nên tốt đẹp, hoàn thiện là lối sống của Bậc Thánh. Tâm từ là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm bi là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm hỷ là niềm vui lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm xả là thư thái nhẹ nhàng, tự do không kỳ thị. Những người ngày ngày tụng kinh niệm Phật, dù có chăm chỉ khấn bái thắp hương trước chư thần Phật ra sao, nhưng trong tâm không có tứ vô lượng này, tức là làm ngược lại với đạo. Và dù có tu đến 8 vạn đại kiếp, người này vẫn còn xa Phật đạo, đến cả 8 vạn 4 ngàn cây số, khó kết Phật duyên, vậy thì sao có thể mong được ban Phật ân? 2. Người giữ nội tâm thanh tịnh. Nghĩa là, Phật nói tất cả giáo pháp mục đích là để trị tất cả các tâm bệnh của chúng sinh. Nếu tất cả chúng sinh không có tâm bệnh, thì cần gì tất cả pháp? Cuộc sống này luôn có quá nhiều sự cám dỗ, trên con đường giác ngộ, luôn trải đầy tiền tài, vật chất, danh vọng, địa vị để làm chướng ngại vật. Níu chân mọi chúng ta phải là người bản lĩnh, biết giữ bản thân mình, giữ gìn cơ thể, lời nói và một tâm hồn thanh tịnh mới mong được giác ngộ chân chính. Cực lạc hay địa ngục vốn nằm trong tâm của chúng ta, lựa chọn ra sao là do chính chúng ta quyết định, bởi vậy cần giữ cho tâm thanh tịnh. Khi con người giữ được cái tâm thanh tịnh, thì mọi hành động đều được phân xử rõ đúng sai, hành thiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, tai đang nghe những lời trái ngang, nhưng miệng vẫn có thể nói những lời thanh tao, khẳng khái. Đang bị người khác lăng mạ, đánh đập, nhưng không vì thế mà hãm hại lại họ, dùng hành động chính nghĩa để họ thức tỉnh, tâm thanh tịnh sẽ tự chặn đứt mọi phiền não, xứng khổ cuộc đời là do tâm quyết định. 3. Người biết sợ nhân quả. Những người hiểu và biết sợ nhân quả báo ứng cũng là một kiểu người không cần bái Phật nhưng vẫn được chư thần Phật che chở độ trì. Một người có thể không tin Phật nhưng không thể không tin vào luật nhân quả trên đời này. Thế nhân không tin nhân và quả nhưng xưa nay luật nhân quả không chừa một ai. Chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi, tất cả những gì bạn đã làm rồi đến một ngày bạn sẽ phải trả và nhận những gì mình gây tạo ra. Trong kinh nhà Phật có nói, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, tức những việc ta đã làm, dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không mất đi, chỉ chờ đủ nhân duyên, cái quả ta sẽ tự nhận lấy. Quý vị thân mến, xem lá số tử vi có bình giải chi, sẽ giúp chúng ta nắm rõ vận mệnh, biết về tương lai vận hạn theo các mốc thời gian. Khi lấy lá số tử vi thì quý bạn cần khám phá phần luận giải lá số để nắm bắt vận mệnh của chính mình. Lá số tử vi mang yếu tố tham khảo, giúp quý bản mệnh tránh việc không nên, tăng cường việc tốt, từ đó có một cuộc sống suôn sẻ và nhiều may mắn. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ ban biên tập chương trình nhé. Minh Đường Tử Vi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.